Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái chủ đề về nail. Trong cái clip này thì mình sẽ có khoảng chừng 10 câu cho các bạn học nha. Cái câu đầu tiên thì bạn có thể hỏi khách á là bạn làm chân bao lâu một lần. Thì cái câu đó sẽ là How often do you get pedicure? How often do you get pedicure? How often do you get pedicure? How often, pedicure? How often là thường xuyên như thế nào? do you do you get get pedicure cái chữ này là pedicure chứ không phải là pedicure nha nhiều người đọc là bé đi nhưng mà nó không đúng phải đọc là pedicure phải bậm môi lại nha tại vì cái chữ này là cái chữ bê phở pedicure a à, đọc là pedicure 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 nguyên câu này đọc lại là how often do you get pedicure how often do you get pedicure tiếp theo khi mà chân của người ta bị chai nhiều quá đó thì các bạn có thể nói là you are having thick calluses calluses you are having thick calluses on your feet mình nói lại nha you are having having thick cái chữ này á các bạn phải nói là thick thick là dày nha having là có thick là dày bạn đang có cái gì dày calluses cái chỗ bị chai á là calluses 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 on là ở trên your feet là cái chân của bạn Thì mình đọc lại nha you are having thick glasses on your feet you are having thick glasses on your feet you are having thick glasses on your feet you are having thick cái chữ này các bạn có thể đọc là thick các bạn nhìn miệng của mình nha còn các bạn nào không nói thích được thì các bạn hãy nói là thích cũng được nha hoặc là nói thick không được nữa thì các bạn có thể nói là tick giống như chữ tờ đó tick nhưng mà nên đọc là thích. nói tiếng anh chuẩn là phải là thích. còn đối với các bạn mới học á mà các bạn không cần quan tâm lắm á thì các bạn có thể nói là Người ta vẫn hiểu. Colossus. Colossus. Là có nhiều vết chai. Colossus. 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 On your feet. Feet. Các bạn lưu ý á. Cái feed Feet là cái chân ở bên dưới nha chứ không phải là cái cẳng chân cái cẳng chân đó là leg Nó khác nha rồi mình đọc lại là you are having thick glasses on your feet 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 you are having thick Classes on your feet. Tiếp theo, các bạn nói là chân của bạn có da chết, thì các bạn có thể nói là you are having dead skin on your feet. Cũng giống như hồi nãy thôi, thì cái chữ classes các bạn có thể đổi lại thành là dead skin. Dead là chết, skin là da, da chết là dead skin dead skin. You are having dead skin on your feet. You are having dead skin on your feet. Dead skin. Dead skin. Dead skin. You are having dead skin on your feet. Tiếp theo, khi mà các bạn hỏi là con gái của bạn hôm nay không đi với bạn à, thì bạn có thể nói là vô Daughter Daughter là con gái nha Daughter Your là của bạn Daughter Con gái của bạn là Your daughter Is Not With You Today 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 Isn't she Isn't 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 she? Isn't she? Con gái của bạn hôm nay không đến phải không? Thì các bạn nói lại nha. Your daughter is not with you today. Isn't she? Your daughter 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 is not with cái chữ này các bạn nói with không được thì các bạn hãy nói là with giống như trái with ha with with hoặc là with you today today là ngày hôm nay đó today chứ không phải today nha today isn't she isn't chữ gì nha isn't she Your daughter is not with you today, isn't she? Tiếp theo, các bạn có thể nói là móng tay của bạn hơi bị lệch. Thì bạn nói là this nail is a bit bent. This nail là cái móng này is a bit a bit là hơi hơi a bit bent là cong lệch. This nail is a bit bent. This nail is a bit bent. Bent. Bent là lệch nha. Tiếp theo cái câu hồi nãy á, thì mình có thể giải thích với khách á là do nó bị lệch cho nên nó là nó rất là khó làm cho thẳng được thì các bạn có thể nói là it's not Possible to make it straight. It's not possible. Not possible. Là không thể được. It's not possible to make make mở Make make it. Straight Straight tức là thẳng Straight Rất khó mà làm cho nó thẳng được Thì chúng ta nói lại là It's not possible To make it straight It's not possible Possible nha. Possible It's not possible To make it straight It's not possible to make it straight. Tiếp theo, các bạn hỏi là lần trước thì bạn làm móng đến nay được bao lâu rồi? Thì câu đó sẽ là When was the last time you had your nails done? Mà nói lại nha. When was the last time you had your nails done? nails done done nha done when là khi nào was the was the chữ was dễ nha giống như cái lấy cái gì were đó were were word đó was rồi các bạn xì ra was the last time là cái lần trước đó last time 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 you had your nails done when was the last time you had your nails done when was the last time you had your nails done đó câu này hơi dài nha nhưng mà các bạn nên đọc đi đọc lại rất là nhiều lần mới thuộc và khi thuộc rồi thì các bạn mới có thể nói nhanh được nha When was the last time you had your nails done? When was the last time you had your nails done? Rồi à, Bạn có thể hỏi là Hôm nay bạn đi cùng với ai? Thì bạn hỏi là Who are you going with today? Who are you going with today? Who là ai đó Who are you going go and with today. Câu này đơn giản ha. Mình đọc lại nè. Who, Who are you going with today? Who are you going with today? Who are you going with today? Tiếp theo bạn hỏi là đó là chị hoặc là em gái của bạn hả? Thì bạn hỏi là is she your sister? Is she your sister? Is she. She là cô ấy đó. Is she your sister. Sister. Sister là chị hoặc là em gái. Sister. Is she your sister? Is she your sister? Rồi, đó là bạn trai của bạn hả? Is he your boyfriend? Boyfriend. Bạn trai là boyfriend. Nhiều bạn đọc là fan không có chữ r. Fan boyfriend không đúng nha, phải đọc là boy friend. Boyfriend. 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 Is he your boyfriend? Is he your boyfriend? Rồi ok, hôm nay thì mình dạy bao nhiêu đây thôi ha. Thì nếu mà các bạn thấy hữu ích á, thì các bạn hãy subscribe cho mình nha. Và nếu các bạn muốn yêu cầu thêm những cái câu nói để sử dụng trong ngành nail đó, thì các bạn có thể nhấn vào bình luận bên dưới nha. Xin chào các bạn.